Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VidaShop. Thôi, bây giờ đã có mặt tại Long Khánh Đồng Nai. Rồi, anh xuống đi, anh xuống đi. Được đây. Và đây mình sẽ cho anh em xem dàn loa, dàn karaoke, hai cái mic F2000, hai cái mic F2500, một cái đầu Octana M10, một cái van S688. Đây là micro E3V660. Và đây là một bộ nâng tiếng. Và cuối cùng là bộ kiểm soát nguồn. Không, đây có một cái mixer bàn. Phòng này sẽ đánh hai cặp loa, một cặp loa full. Đây sẽ đặt đây loa và E3. Bây giờ thì mình sẽ đi tham quan dàn karaoke dưới này. Trường đại sông đào.